Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo Dân Trí thông tin, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 21 tháng 9. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị điều tra bổ sung một số nội dung. Trong đó đáng chú ý, tòa đề nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, vi phạm các điểm A, B, khoảng 3, điều 16, điểm B, khoảng 1, điều 17, Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm B, khoảng 1, điều 5, Nghị định 72/2013 của Chính phủ đã xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân. Từ đó, cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm chỉ xử lý về một tội danh và đã khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, nên không có căn cứ để xem xét xử lý thêm về tội vu khống và làm nhục người khác. Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Ngày 18 tháng 9, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện văn phòng tòa án đã nhận được một số đơn kiến nghị xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án. Trong đó, có đơn kiến nghị của ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan. Họ đề nghị hội đồng xét xử xác định tư cách tham gia tố tụng của họ là bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng các đồng phạm. Ông Duy cho biết, những đơn kiến nghị này đã được Văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố chuyển đến Hội đồng xét xử vụ án và sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, giải quyết tại phiên xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng và bà Trần Thị Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, ông Nguyễn Đình Kim được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong đó, bà Đặng Thị Hàn Ni đang bị cơ quan chức năng tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ở một vụ án khác. Ông Duy cho biết, trường hợp bà Hàn Ni vẫn được triệu tập đến phiên xét xử bà Phương Hằng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trao đổi thêm về phiên xử, ông Duy nhận định, phiên xử vụ án có điểm đặc biệt vì bị cáo Phương Hằng và nhiều người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan là người nổi tiếng hoặc nghệ sĩ nên nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Vụ án được đưa ra xét xử công khai, tuy nhiên do một số điều kiện khách quan như trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang được tu sửa nên tòa án không thể bố trí nhiều chỗ ngồi cho người dân đến dự khán. Chánh văn phòng Tòa án Nhân dân thành phố thông tin, người quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi qua báo đài, tránh tụ tập trước cổng trụ sở tòa án, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông, an ninh khu vực. Theo cáo trạng truy tố bổ sung của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp, livestream 57 buổi có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự nhiều cá nhân. Ngoài việc thu thập thêm chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc yêu cầu bồi thường của một số cá nhân trong vụ án, đáng chú ý, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cần làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác,
hoặc vu khống theo Điều 155, Điều 156 Bộ Luật Hình Sự hay không? Theo ông Vũ Hoàng Long, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Cộng đồng, Hội Luật gia Việt Nam, việc tòa yêu cầu điều tra bổ sung, xem xét về tội danh làm nhục người khác của Nguyễn Phương Hằng và các bị can đã thể hiện rõ quyền tư pháp của cơ quan xét xử và tính độc lập trong hoạt động tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp về tính khách quan, toàn diện giải quyết vụ án. Ông Long nhận định, để phân biệt và xác định chính xác tội phạm, cấu trúc trong Bộ Luật Hình Sự quy định rất chặt chẽ và khách quan, thể hiện trực tiếp và nhóm khách thể loại tội phạm bị xâm hại. Hành vi làm nhục người khác của bà Nguyễn Phương Hằng và những người giúp sức là quá rõ ràng, đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người, được quy định tại chương 14 của Bộ Luật Hình Sự. Đặc biệt, những người bị xúc phạm trực tiếp gồm các văn nghệ sĩ như Hoài Linh, Vi Oanh, Thủy Tuyên, Đàm Vĩnh Hưng, Hàn Ni đều cảm thấy mình bị xâm hại đến danh dự, nhân phẩm. Nên những bị hại này đã làm đơn tố cáo và yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý các bị can về tội làm nhục người khác. Cùng quan điểm trên, luật sư Trương Anh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Trường Sơn cho rằng, có thể bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm không hề nhận thức được việc làm của mình phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, hoặc sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội làm cách thức thực hiện hành vi phạm tội. Cùng với đó là dùng lời nói, cử chỉ chia sẻ, bình luận thông tin về bí mật đời tư của một số văn nghệ sĩ. Sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, sỉ nhục, thóa mạ những người này nhằm mục đích hạ thấp nhân cách, uy tín, danh dự của một số người, làm cho họ cảm thấy nhục nhã, xấu hổ trước người khác. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện để làm rõ các yêu cầu bồi thường của 10 cá nhân bị hại. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn đề nghị làm rõ hành vi của những người bị truy tố có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo Điều 155, 156 Bộ Luật Hình Sự hay không. Cạnh đó, do các buổi livestream của bà Hằng đều có sự xuất hiện của ông Huỳnh Uy Dũng, nên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ hành vi của ông Dũng có đồng phạm với bà Hằng hay không. Cụ thể, đối với yêu cầu bồi thường của một số cá nhân trong vụ án, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ chứng cứ. Vì vậy, cần thu thập thêm chứng cứ. Nếu không có chứng cứ bổ sung, tòa án sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Thứ hai, các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tại nhà riêng và một số địa điểm tại công ty cổ phần Đại Nam đều có sự xuất hiện của ông Huỳnh Uy Dũng khi ông Dũng ngồi cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án. Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dù đơn tố cáo của 10 người trong vụ án không đề cập đến ông Huỳnh Uy Dũng, nhưng cần phải làm rõ để giải quyết vụ án toàn diện, khách quan. Thứ ba, theo Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, căn cứ vào đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni và một số cá nhân, còn có nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng bịa đặt, thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân. Vì vậy, theo Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hoặc vu khống theo Điều 155, Điều 156 Bộ Luật Hình Sự hay không cũng cần được cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm rõ. Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, có nội dung tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Voi, có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đồng thời, chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và quy định liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trong đơn, ông Nguyễn Quang Tuấn đưa ra nhiều dẫn chứng cho rằng ông Huỳnh Uy Dũng là người ủng hộ tinh thần, thúc giục bà Nguyễn Phương Hằng moi móc việc làm từ thiện của người khác ra để livestream. Ông Tuấn chia sẻ vụ án của mẹ ông đã trải qua hơn một năm với nhiều kết luận điều tra nhưng vẫn bỏ lọt ông Huỳnh Uy Dũng. Ông Tuấn cho rằng hành vi của ông Dũng đã rõ ràng khi lấy tên các cá nhân đặt cho gia súc là chó, ngựa đua. Từ đó, ông Tuấn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ và xử lý hành vi sai phạm của ông Dũng lò vôi. Về nội dung này, ông Tuấn từng có đơn gửi đến các cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố đối với ông Dũng với vai trò đồng phạm với mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đơn, ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người có vai trò cầm đầu, tổ chức, cùng thực hiện hành vi, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức về vật chất, tinh thần với bà Phương Hằng xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Cụ thể như tham gia một số buổi livestream và có hô hào, khích lệ, ủng hộ tinh thần bà Hằng khi mắng chửi, xúc phạm người khác. Cho sử dụng trường đua chó, đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để tổ chức có đặt tên chó đua, ngựa đua với tên của những người muốn xúc phạm. Cho sử dụng kênh YouTube Trường đua Đại Nam để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi livestream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem. Ông Tuấn cũng cho rằng ba trợ lý hỗ trợ giúp bà Hằng đã bị khởi tố và dấu hiệu đồng phạm của ông Dũng là khá rõ ràng. Tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan pháp luật trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phát hành lệnh phong tỏa, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng để không bị ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý. Ông Tuấn viết trong đơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.